Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Galatasaray và câu lạc bộ Bayern Munich. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23:45 ngày 24 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Bayern Munich sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Galatasaray với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì hai đội mới chỉ có hai lần gặp nhau, và hai lần gặp nhau đó thì Galatasaray hòa 1 và thua 1 trước Bayern Munich. 5 trận thi đấu gần nhất của Galatasaray thì Galatasaray bất bại với 5 trận thắng liên tiếp, còn 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern thắng 4 và hòa 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bayern Munich chấp 1,25 hoặc là một trái nha. Vì sao? Mặc dù Bayern Munich trận đấu này phải đi làm khách, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Galatasaray thì mình thấy là Bayern đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội chủ nhà về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Bayern vẫn đang có phong độ tốt, và đặc biệt là cái thành tích đối đầu của Bayern trước Galatasaray thì mình thấy là Bayern vẫn đang vượt trội hơn. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Bayern thời gian vừa qua thì cũng đang rất là tốt, và trận đấu này tiếp tục Bayern Munich họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất và gặp đối thủ cũng khá là vừa miếng như Galatasaray. Thì với mức kèo này, phong độ đã ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt, thì mình dự đoán là Bayern với sự khác biệt đến từ chân sút Harry Kane nữa thì Bayern họ sẽ vượt qua được Galatasaray với mức kèo này. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Bayern chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì nói đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này Galatasaray họ không được đánh giá cao, tuy nhiên thì họ cũng là một đội bóng chất lượng chứ không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Hàng thủ của đội chủ nhà đang chơi thời gian vừa qua thì cũng khá tốt. Có thể là trận đấu này Galatasaray họ không thắng nhưng mà họ sẽ gây rất nhiều khó dễ cho Bayern Munich. Dự đoán trận đấu này Bayern đá sân khách thì họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Galatasaray cũng không phải gọi là dễ dàng đâu. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc nhiều lắm là 3-0 nghiêng về cho Bayern Munich. Bạn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,25 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều đang vượt trội hơn so với đội chủ nhà thì Bayern Munich họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Bayern Munich chấp nha. Và canh tài hiệp 1 còn từ một trái trở xuống thì vào nhẹ thôi, còn không tin tưởng nữa thì cho qua. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Bayern Munich và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Bayern, canh tài hiệp 1 còn từ một trái trở xuống thì vào nhẹ. Chúc anh em may mắn.